Một vị giáo sư của một trường đại học danh tiếng đến tìm gặp thiền sư vì đã nghe nói về trí tuệ cùng phẩm hạnh cao quý của ngài. Để chứng tỏ bản thân với thiền sư, ông ta giới thiệu một cách đầy tự hào về tất cả các danh hiệu, bằng cấp mà ông ta đã đạt được trong suốt những năm dài vất vả học tập và làm việc. Sau đó, vị giáo sư nói lý do của chuyến viếng thăm, đó là muốn tìm hiểu tất cả những trí tuệ của thiền. Thay vì đưa ra lời giải đáp, thiền sư mời ông ta ngồi xuống và pha một ấm trà. Ngài rót cho giáo sư một chén trà và khi đầy chén, ngài vẫn tiếp tục rót. Vị giáo sư nhìn nước trà tràn ra bàn cho đến khi không nhịn được nữa, bèn lên tiếng. Trà đã đầy tràn rồi, không thêm được nữa đâu. Bấy giờ, thiền sư mới thong thả đặt ấm trà xuống và nói, thì cũng như chén trà này.